Nhân kỷ niệm những sự kiện lịch sử và chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thư viện thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển lãm sách với chuyên đề Điện Biên vang mãi bản hùng ca. Triển lãm không chỉ giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận văn hóa đọc mà còn ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Hoạt động triển lãm sách này do trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với lại Thư viện thành phố Cần Thơ thì tổ chức cho hơn 30 đoàn viên thanh niên tham gia là nhằm để tuyên truyền cái văn hóa đọc cũng như là để tạo cơ hội cho những sinh viên khóa mới tiếp cận với những cái kiến thức mới. Lịch sử không mới nhưng sẽ là những kiến thức mới đối với thế hệ trẻ tại buổi triển lãm chuyên đề Điện Biên vang mãi bản hùng ca qua hơn 500 tài liệu sách in và 100 tài liệu sách số hóa. Các ấn phẩm hay được chia làm 3 nhóm chủ đề: lịch sử dễ dàng của quân đội nhân dân Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp, chân dung một huyền thoại, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Về triển lãm sách thì ở đây hiện nay cái chuyên đề 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm nay có một cái mới, đó là ngoài cái triển lãm sách in tại trụ sở thư viện thì ở đây còn triển lãm sách online, thì các bạn có thể sử dụng cái điện thoại smartphone để chúng ta có thể đọc tài liệu về cái lịch sử Điện Biên Phủ trên cái điện thoại của mình. Ngoài ra là để các bạn hiểu rõ hơn về cái lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ thì tổ chức các cuộc thi hỏi đáp, để các bạn qua cuộc thi hỏi đáp đó các bạn sẽ nắm được về cái lịch sử như thế nào. Tham gia triển lãm em cảm thấy rất là vui. Em cảm thấy là em được củng cố kiến thức hơn, được ôn lại kiến thức về lịch sử Việt Nam mình hơn. Qua đó em sẽ cảm thấy nhớ ơn các anh hùng dân tộc đã đấu tranh để có một đất nước hòa bình như ngày hôm nay. Những trang sách, những hình ảnh phần nào khắc họa bao khó khăn, nguy hiểm mà thế hệ cha anh đi trước đã đổ máu, hy sinh vì nền độc lập như ngày nay. Từ đó, dấy lên tinh thần tự hào dân tộc, dung bồi tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ ngày nay để cùng chung sức dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu đẹp.